thì ngay cả ở buôn làng bây giờ cũng không phải các buôn làng nào cũng còn giữ được nghề dệt và tự làm được trang phục cho mình như những người Ba Na truyền thống ở đây hôm nay. Tôi có một thời tuổi trẻ sống ở buôn làng và tôi biết là để dệt được một bộ quần áo như thế này có khi bà con phải mất đến 6 tháng thậm chí là cả năm. Thế nên là không phải ngày nào cũng ngồi dệt vải, nhưng mà bà con tranh thủ lúc nông nhà lúc nào có thể thì dệt vải. Một bộ đồ như thế thì nó rất là kéo dài thời gian để hoàn thành. Chính vì vậy giá trị của các bộ đồ này rất là cao và đặc biệt là cái hàm lượng văn hóa ở trong bộ trang phục truyền thống của người Ba Na. Quý vị có thể nhìn kỹ dưới ánh sáng thì quý vị sẽ thấy các cái dải hoa văn rất là cầu kỳ và đặc biệt là nó được thực hiện một cách thủ công. Thì đây là một trong những cái cố gắng rất lớn của những người Ba Na ở Tây Nguyên, ở Gia Lai chúng ta. Quý vị đang theo chương trình Cùng Chung Cuối Tuần, thưởng thức và trải nghiệm. Chương trình đêm nay được thực hiện bởi các hiệp hội Ba Na đến từ huyện Đắk Tô, một trong những vùng đất của người Ba Na còn giữ được nhiều bản sắc văn hóa nhất trong tỉnh Ba Na. Các nghệ nhân Ba Na đã mang đến đây những âm thanh, những sắc màu, những vũ đạo dân gian. Và đến đêm nay các nghệ nhân còn mang đến đây hai gà rượu, hai con gà và lát nữa chúng tôi nghĩ là các nghệ nhân Ba Na sẽ mời quý vị thưởng thức rượu gà và ăn thịt gà nữa. Như tất cả các buổi tối thứ bảy hàng tuần tại đây, khi thực hiện chương trình Cùng Chung Cuối Tuần, chúng tôi luôn đặt ở dưới cây nêu một chút vui nhỏ. Đây là nơi mà quý vị khán giả có thể tặng tiền cho các nghệ nhân của chúng tôi nếu quý vị cảm thấy chương trình biểu diễn là có ý nghĩa, mang lại cho quý vị chút ít cảm giác. Tiền mà các nghệ nhân sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chung vui khi đêm diễn của chúng ta kết thúc vào lúc 21 giờ. Thank you.
Cảm ơn các nghệ nhân, cảm ơn quý khán giả. Để tạo điều kiện cho các nghệ nhân